Riết rây đá thiệt năng chỉ, ban mộc chạp cầm nát khăn ông buông mặt đáy, bắn đá ở niềng chia mặt đáy nụ dù sắp khởi thả. Đôi chỉ dù sống, dù sắp khởi đồn, bẻ bán tiền phè, dù sắp khởi khai, khai nụ bình bó ra mây. Trầm lại nâng dù sắp ní, bực lãng niềng nụ có bán thơ đâm ná, từ căn phía ta hào đám bấy ở tiền mở. Bọn tài, chuôn chia ta hào mình nữ, niềng nụ có bán nị dây rương dù sắp nụ, ai bà bôn ta hào sạp. Bà bôn ta hào đăng thả tam dù sọp ní. Nên ní nâng miên côn bà mân nẹ. Ách làng thơ chìa sạch có bàn tươi bằng khóc thả. Nên ảnh nâng miên côn bà. Côn nụ nâng tư chiếc nhóm kỳ. Cái một, nên nụ có cát bàn côn bà mẹn đạch một thả thiện năng chỉ. À dụ bàn pram pi chân nắm, cô ma thiện năng chỉ, ta anh đa từ lệnh bà tiết lộc mùa hà sẽ thấy rõ thằng ngày. Ngày mùi, bê cầm bông tại tập bàn nơi lợp tế, bà bôn mô hà sẽ thấy, bàn thơ ở chút trò tự đấy, có sạch hào thiện năng chỉ, ai rơ ảo, đòi xanh này ra nâng ai ấm bốc tràn đo thiện năng chỉ bình. Bôn tại, bê bà bôn sẽ thấy, dốt ấm bốc một ảo, thiện năng chỉ dùng bà cách mình bồm dốt, đòi dô thả ấm bốc nốt tạch bệnh. Xâm lên dùng rộp bà thiện năng chỉ, bàn lưu tự đo lốt mô hà sẽ thấy, lúc mô hà sẽ thấy bạn pra lập bách bằng chót mũi đòi dốt âm bốc đã rê pinh lơ trong ê mũi nâng khăn ông cần chơ mũi rút ai thẹn năng chí chơ rơ thẹn năng chí chanh lập bách kế có ban dốt âm bốc nơ lơ trong ê tay cài một có miền cạp nhẹ rơ lực mơ khơi bì cạp bốc bà ní có xong mặt đài ai dốt luôn từ nơi bòm ra lúc sẽ thấy đầm bấy sọng sật bên nơi chìm mùi lúc sẽ thấy thẹn năng chí trâu ban sẽ thấy pra giang vi vụ, đôi chỉ ai rốt tạm xe từ rôn chùm nùm có sạch, chăm chăm cả, khuyên cổ, thơ cả khăn nông phía, tư chinh chun ai văn bê phương chạy phía. Bọn tài cực sạc ca mập hiệp, trâu thiện năng chỉ chanh giang thôn thông ngộ. Đôi chỉ thiện năng chỉ rớt ách xe đặt thòng diếm, bọn đôi ở cô cổ bấy chô si đầm nằm khăn nông chăm cả ó, chạp cổ chmô nẹ sọc tròn, bọn đôi ở miên rương rác đó sẽ thấy, sạch hai lúc sẽ thấy ở một bì xa bài ở cột khắc kê khẳng nâng chinh chun ta xâm bốc món xâm bốc bào bê phương chạy phía chỉ đàm. Đói khách bạc nhà thẹn năng chỉ nâng đâm bầy xong sạc phóng lúc sẽ thấy có ba năm thẹn năng chỉ tới thoải sạch. Nếu chỉ mùi muôn đồng bồn sạch bản đánh bạc nhà thẹn năng chỉ đối chí ai thẹn năng chỉ phô sạch ai thẹn năng chỉ rốt vuông món ở ban mùi bê một chỗ thực nông tức. Ai thẹn năng chỉ chích đầm rây chạc kết trường đất cờ gia ngồi sạch tư bộ biết bỉ. Ai thẹn năng chỉ bóng xâm ràm nơi cọng đầm nạc. Ai thẹn năng chỉ rốt mòn một bộ chôn đằng sạch. Ai thẹn năng chỉ rốt cổ bỉ một bộ chôn đằng sạch. Nông cả đánh bát nhà ní. Thẹn năng chỉ ban chân sạch cổ lực. Thơ ở sạch khám á. Hỏi đốc công nịch chiếc bát cách bọng bạc. Đôi chỉ bảo sạch nắm ai tự chú anh đạp tết thẹn năng chỉ. Sốp mục thiện năng chỉ, hỏi mình ai thiện năng chỉ chỗ viện. Tại cục ông bờ tam triệu bạc cho nên ní rộp bọc đạch, trâu ban thiện năng chỉ chanh chà giang đầm nằm. Đối chiếc thiện năng chỉ, hên chấm tất cái đất đạc đạch, hên về bụi mê nông mì niếng, đại đạch pra ai tờ chú ách đạp tè. Bạc nhà thiện năng chỉ, là bây là bàn pinh bà tê chiệt, nâng rít xài rồi hốt đo bà tê chân. Đạch sọc chân, có ban bình chôn nẹ bạch kê một sọc khmer, đầm bầy thơ cả phá nó chỉ mùi sạch sọc khmer. Tê rôk chồng nôn cọp ở lắc, để chân dục một nông bầm non một sọc khmer chi rồi nọp. Nông cả đó chồng nọt lực ní, thiện năng chỉ dục luôn thề nỉ. Bọn tài đó chồng nọt tê rôk chồng nôn cọp ở lực nú, bị bạc bệnh, thiện năng chỉ mình chọn khơi bỏ tê chết luôn, thì lại nông còn đáp đại chân, có ban từ lâu tức xâm lạp luôn. Tài quạt, mình ban lịch bài chia rõ sạch từ bác xâm phư chân có tông trong cột trọp. Bên nụ, chuôn chìa giúp ngạch, thiện năng chỉ bản lưu bộ mình trái chân nâng nẹ bác rõ bó kế, chùa chê kinh nê ẩm phí chùm nôn cọp ở lắc nông phai nì mùi. Thiện năng chỉ ban lưu có hai trò lọp một tè vinh. Sạch làng, quạt có bàn tê rốt chùm nôn cọp ở lắc trâu tiền ọ. Bộ chân, tổ tù prôm chánh, ban pro cổ xâm phư áo sạch khmai pram rồi cưỡng, rút trò lắp tờ vinh. Đại khách bạc nhà thiện năng chỉ,
đạch bùm hiên ai cọt nơi chịt viễn, có bình chì ai tờ nơi chngai ai đón tuần lì. Tì nụ, thiệt năng chì, bán băng cát ai miên cả băng buôn cùi, bọn đàl ai miên tùm nó chìa mùi bụi chmùn, đàl rột xì tạm đón tuần lì, chìa hẹt phơ ai đạch, miên lệ bà bích chực hiệt chạp thiệt năng chì dục tớ xâm lạp chào. Thiệt năng chì, bán bọc bụi bích chực hiệt ai triêng rom lờ tú, rụi cọt, lụi lột cho tự khnông tực, hai kịch một bộ chia bà sông khnông vọt mùi. Kê bàn kịch tha thiệt năng chí sắp khnông tức tuần lê tờ hỏi. Đồng nâng ní, bàn lịch lư đò sạch sọc chân. Sạch chân sắp bài chật ná, có bàn bình chí ai nẹ bạch kê một sọc khmai chọt chia bà sông ná, phnó đạc bà tế chia tiệt. Sạch khmai, miên cá phất phí, nâng bùi bà rõm chia khlắng, bà khmê nô ná, ai to tùl nâng nẹ bạch chân bàn. Có thơ ca bà ca âm pêu và nêu rốt nẹ bạch một chùi. Thế năng chí, bàn sắc chân bì vọt một chụp đạch, hỏi bàn châu từ to tăng đo sài bà sà chìa mùi nẹ bạch chân, rồi hốt từ tùl bàn châu chí chìa lớp tì bì. Đạch khmai, trách ọ khnông chất nâng chí chùm nè, có chong rốt bà bùn áo thế năng chí. Tại thế năng chí bạc đề xét, mình bồm ở đạch rốt áo, đòi cót chặt tục nề rì đai nơi sinh nghiệm, chăm thể kê lược ai miền đầy nâu tha xót tay chỉ nhì. Cót bàn đà rốt bà bôn khuôn ảnh, hai cọ bàn chụp nên xuất đầy, để cót chặt tục thả, chia sầy pinh lẹ cả nạ, rụt bàn sầy đần đấng, nâng riệp cả tam bà bây nấy khmai. Còi một tiết sạch khmai, nâng phụ môn trầy sạng kê đệ phủng, mên cả bụi bà rõm, nâng prạch nha thẹn năng chí căn tài khlắng, nâng sọp thẹn năng chí căn tài khlắng phong nô. Có bàn nê rợt tê quạt ai tờ nơ sọc chân, đòi chưa thả nâng trớ sạp bóng nơ ai tí nô mình khàn. Nơ ai sọc chân, thẹn năng chì bàn thơ nông bên chọc lụa, lập bây đò sát chân chong sao chồng nay chồng lại rộ bó thẹn năng chì. Có hai thẹn năng chì dục nông tự thoái, đai chì hết bọn đa lòi quạt, miền lạc tập hiệp ai mờ mục sát chân bàn. Prom tàng bàn bôl bịa bà mát ai phòng. Sát chân khẳng, có ai ảm át chạm thẹn năng chí đã cúc xâm rật. Khnông cục, thẹn năng chí bán bọc đá khne chế mùi nẹ tàu chân, đàm bay cầm ai rồi nghề sạp, rút gọt thliết thơ khai ách bằng hai bề dục. Sát chân, bán lưu dâm lên ách rồi bọc khai ách, mên cả phất phây bùi bà rắm, có hai hào ra một con cù mờ. Hào ra chân, bán tê thả, cứ chia dâm lên nì sát châm lại mùi, nâng chôl mộc si mân nô khnông sọc chân nô ốc mân khán. Ba mân prôm đo lãnh nẹ prách sọc khmai chân bì cúc hào chun kê trò lọc tờ sọc khmai vinh tỷ. Sạch chân lự đồ chân nô có bình chi ở kê đo lãnh thẹn năng chí. Hào riêp chom xung pư mùi miên vật thậu pra pra lo lo chì chán. Nâng pro chia chun chân mùi rồi nẹ chun đâm na thẹn năng chí trò lọc mộc sọc khmai vinh. Khơn thẹn năng chí, ách rốt mặt châu bài trò lọp một căn mệt tục phùm vĩnh đau chục chê dẫn ni. Sạch khmai, nâng phụ môn trầy xạ kê đệ phùm khmai, miên xích đầy cao khlạch prạch nha thẹn năng chí, là anh hiền một rốt rương tiệt. Bọn đàl ai thẹn năng chí, bản rốt nơi chìa mùi phê rì dìa giang sọc sàn. Thằng ai còi một, thẹn năng chí, miên chùm ngư chia tùm ngùn. Tai môn nâng sạp, cót bản hào sạch một đàm thà. Sao trầy prul cầm cháu sọ cá, sao trầy pra cầm cháu sọ cây. Sao mà chú có ba trầy, trợt đạ mà chú sẵn đành. Hai bà đâm bà bôn thả, ca nà cót sạp tử, ở dốt xa xóp cót tử cóp, hỏi thơ chùm rộng, đâm khả nhai lơ phà nổ, đâm bầy ca bê phà nổ nút tò tử.